Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại kênh podcast của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Mình là Thùy Dung đây. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau trên hành trình tìm kiếm những phương pháp chữa lành nhé. Bạn đã bao giờ cảm thấy tinh thần thư thái hơn khi ngửi thấy mùi thơm của một bó hoa oải hương, hoặc cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái khi hít thở hương bạc hà? Nếu câu trả lời là có, thì bạn đã trải nghiệm một phần sức mạnh của liệu pháp mùi hương rồi đấy. Trị liệu mùi hương là một liệu pháp chữa bệnh toàn diện, sử dụng chiết xuất tự nhiên từ thực vật để tăng cường sức khỏe và hạnh phúc. Đôi khi, nó còn được gọi là liệu pháp tinh dầu. Liệu pháp mùi hương sử dụng tinh dầu thơm trong y học để cải thiện sức khỏe của cơ thể, tâm trí và tinh thần, đồng thời làm tăng cường sức khỏe của cả thể chất và cảm xúc. Liệu pháp mùi hương còn được xem là sự kết hợp của nghệ thuật và khoa học. Gần đây, trị liệu mùi hương đã được công nhận nhiều hơn trong các lĩnh vực khoa học và y học. Con người đã sử dụng liệu pháp bằng mùi hương hàng ngàn năm trước đây. Các nền văn hóa cổ đại ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp và những nơi khác đã kết hợp các thành phần thực vật có mùi thơm trong nhựa, dầu thơm và tinh dầu. Những chất tự nhiên này được sử dụng cho các mục đích y học và tôn giáo. Chúng được biết là có lợi ích cả về thể chất và tâm lý. Việc trưng cất tinh dầu được cho là thuộc về người Ba Tư vào thế kỷ thứ 10, mặc dù phương pháp này có thể đã được sử dụng từ lâu trước đó. Thông tin về việc trưng cất tinh dầu được công bố vào thế kỷ 16 ở Đức. Trong thế kỷ 19, các thầy thuốc ở Pháp đã công nhận khả năng của tinh dầu trong việc điều trị bệnh. Các bác sĩ y khoa trở nên chính thức hóa hơn vào thế kỷ 19 và tập trung vào việc sử dụng các loại thuốc hóa học. Tuy nhiên, các bác sĩ Pháp và Đức vẫn công nhận vai trò của các loại thực vật tự nhiên trong việc điều trị bệnh. Thuật ngữ liệu pháp mùi hương được đặt ra bởi nhà hóa học và nước hoa người Pháp René-Marie Gattefosse trong cuốn sách ông viết về chủ đề này được xuất bản vào năm 1937. Trước đó, ông đã khám phá ra khả năng chữa bệnh của hoa oải hương trong việc điều trị bỏng. Cuốn sách của ông nói về việc sử dụng các loại tinh dầu để điều trị các tình trạng y tế. Có rất nhiều cách để bạn có thể áp dụng liệu pháp mùi hương vào cuộc sống hàng ngày, ví dụ như máy khuất tán tinh dầu. Đây là cách phổ biến nhất để lan tỏa mùi hương trong không gian sống. Chỉ cần vài giọt tinh dầu vào máy khuếch tán, bạn sẽ cảm thấy ngay sự khác biệt trong không khí. Nến thơm hoặc túi hương. Nếu bạn muốn thêm phần lãng mạn và ấm cúng, nến thơm hoặc túi hương cũng là lựa chọn rất tuyệt vời. Hãy chắc chắn chọn những sản phẩm làm từ nguyên liệu thiên nhiên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tắm với tinh dầu. Thêm vài giọt tinh dầu vào bồn tắm, bạn sẽ có một trải nghiệm thư giãn và tái tạo năng lượng cho cả ngày. Xịt phòng hoặc xịt vải. Bạn cũng có thể tự làm xịt phòng bằng cách pha loãng tinh dầu với nước và một ít cồn, sau đó xịt lên ga trải giường, xem cửa hay thảm để mang lại mùi hương dễ chịu. Hiện nay có khoảng gần 100 loại tinh dầu có sẵn, nhìn chung mọi người thường sử dụng các loại tinh dầu phổ biến, tinh dầu có sẵn trên mạng, trong các cửa hàng thực phẩm cho sức khỏe và một vài siêu thị thông thường. Điều quan trọng là bạn phải mua từ một nhà sản xuất có uy tín, vì điều này đảm bảo rằng bạn đang mua một sản phẩm có chất lượng 100% tự nhiên, nó không chứa bất kỳ chất phụ gia hay thành phần tổng hợp nào. Mỗi loại tinh dầu sẽ có một loạt những đặc tính, công dụng và tác dụng chữa bệnh độc đáo. Việc kết hợp các loại tinh dầu để tạo ra một hỗn hợp sẽ mang lại thêm nhiều lợi ích hơn. Liệu pháp mùi hương có một loạt các công dụng như kiểm soát các cơn đau, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, kích động và lo âu, làm dịu các cơn đau khớp, điều trị chứng đau đầu và đau nửa đầu, làm dịu bớt những tác dụng phụ của hóa trị liệu, giảm bớt đau đớn trong giai đoạn chuyển dạ, chống lại vi khuẩn, virus hoặc nấm, cải thiện tiêu hóa, cải thiện chăm sóc giảm nhẹ và an dưỡng, tăng khả năng miễn dịch. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về cách mà mùi hương có thể giúp chúng ta chữa lành nhé! Thư giãn và giảm căng thẳng. Hương oải hương, cam chanh và hương thảo là những ví dụ điển hình nhất của các loại tinh dầu có thể giúp chúng ta thư giãn và giảm căng thẳng. Khi bạn ngửi thấy mùi hương này, cơ thể sẽ sản xuất nhiều hormone serotonin, giúp tâm trạng trở nên thoải mái và bình tĩnh hơn. Cải thiện giấc ngủ. Mất ngủ hay giấc ngủ không sâu có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Sử dụng tinh dầu oải hương hoặc tinh dầu cúc la mã trước khi đi ngủ có thể giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và cũng ngủ sâu hơn. Tăng cường tinh thần và sự tập trung. Mùi hương bạc hà, hương xả chanh có thể giúp tăng cường sự tỉnh táo, làm mới tinh thần và tăng khả năng tập trung. Đây là những mùi hương tuyệt vời để sử dụng trong văn phòng hoặc khi bạn cần làm việc hiệu quả. Chữa lành về cảm xúc.
Một số mùi hương như hoa nhài, hoa hồng có khả năng kích thích cảm xúc tích cực, mang lại cảm giác hạnh phúc và cân bằng nội tâm. Hầu hết các loại tinh dầu đều an toàn để sử dụng, nhưng có một vài lời khuyến cáo bạn cần biết trước khi sử dụng chúng, cũng như tác dụng phụ mà bạn nên cân nhắc, nhất là nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc kê đơn nào. Đừng bôi tinh dầu trực tiếp lên da và luôn sử dụng dầu nền để pha loãng các loại tinh dầu. Hãy nhớ dùng test áp da trước khi sử dụng tinh dầu, vì tinh dầu cam, quýt có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Những loại tinh dầu này nên được tránh sử dụng nếu bạn tiếp xúc với ánh nắng. Trẻ em và phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên sử dụng tinh dầu một cách thận trọng dưới sự giám sát của các bác sĩ. Bạn nên tránh sử dụng một số loại tinh dầu và đừng bao giờ nuốt tinh dầu. Liệu pháp mùi hương không chỉ đơn giản là tận hưởng những mùi hương dễ chịu, nó là một nghệ thuật và khoa học chữa lành đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Hãy thử áp dụng những mẹo nhỏ mà mình vừa chia sẻ hôm nay để cải thiện cuộc sống của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay muốn chia sẻ về trải nghiệm của mình với liệu pháp mùi hương, hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những số podcast tiếp theo. Bye!